Tôm Nam xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Ở video ngày hôm nay, Tôm Nam sẽ cập nhật nhanh mức giá bán, chương trình khuyến mại, chương trình trả góp và chi phí thuê pin mới nhất của các mẫu xe ô tô điện VinFast trong tháng 11 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đầu tiên, đó là mẫu xe VinFast VF3 với thiết kế tối giản, nhỏ gọn, cá tính và năng động. Hiện tại thì công suất đạt được của mẫu xe này là 40 mã lực, mô men xoắn cực đại là 110 Nm. Với quãng đường di chuyển trong một lần sạc là 215 km và thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 70% ấy là 36 phút thôi các bạn nha. Khách hàng có thể đặt cọc trong tháng 11 này để nhận được những ưu đãi như sau. Trả góp thì sẽ hỗ trợ vay tối đa 70%, tối đa là 8 năm, lãi suất thấp. Đa dạng màu sắc ngoại thất gồm có 4 màu sắc cơ bản và 5 màu sắc nâng cao các bạn nha. Về giá bán ấy, mẫu xe VinFast VF3 cho bản thuê pin là 240 triệu đồng, còn là cho bản mua cả pin là 322 triệu đồng các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế 10% thuế VAT. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đặt cọc xe VF3 chỉ với 15 triệu đồng thôi. Về mức giá thuê pin hàng tháng như sau. Nếu như quãng đường di chuyển dưới 1.500 km là 900.000 đồng trên tháng. Còn đối với quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 2.500 km là 1.200.000 đồng trên tháng. Và quãng đường di chuyển từ 2.500 km trở lên là 2.500.000 đồng trên tháng các bạn nha. Tiếp theo, mình sẽ chuyển qua với một mẫu xe nồi đồng cối đá VinFast VF5. Có thể nói, VinFast VF5 là một sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc xe SUV hạng A. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại tiện nghi và chi phí sử dụng xe tiết kiệm chỉ ngang với xe máy mà thôi. Công suất tối đa là 134 mã lực, tương đương với xe xăng 1,6 lít 4 xi lanh. Mạnh mẽ, linh hoạt, sẵn sàng cho mọi hành trình với quãng đường di chuyển cho một lần sạc là 326,4 km. Thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 70% chỉ 30 phút thôi các bạn nha. Về giá bán của dòng xe này như sau. Với phiên bản VF5S, phiên bản thuê pin là 460 triệu, còn phiên bản kèm pin là 540 triệu. Còn đối với phiên bản VF5 Plus ấy, thì phiên bản thuê pin là 468 triệu, còn phiên bản mua kèm pin là 548 triệu các bạn nha. Ưu đãi khuyến mại cực lớn trong tháng 11 này, với phiên bản VF5S các bạn sẽ được giảm là 24.920.000, còn phiên bản VF5 Plus là 17.920.000 các bạn nha. Và mức giá thuê pin hàng tháng như sau, với quãng đường di chuyển dưới 1.500 km là 1,2 triệu đồng trên tháng. Quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 3.000 km là 1,6 triệu đồng trên tháng. Và quãng đường di chuyển trên 3.000 km là 2,7 triệu đồng trên tháng. Phí cọc thuê pin là 15 triệu. Tiếp đến là chiếc xe của gia đình, VinFast VF6. Có thể nói rằng VinFast VF6 là một sự lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe SUV cỡ vừa. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp, tiện nghi và hiệu suất vận hành ấn tượng. Công suất tối đa đạt được là 201 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 310 Nm với quãng đường di chuyển cho một lần sạc lên tới 480 km và thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10 đến 70% ấy chỉ 25 phút mà thôi với bộ sạc 250 kW. Về giá bán cụ thể như sau. Với phiên bản VF6 Pay, giá xe thuê pin là 675 triệu đồng. Còn giá xe kèm pin là 765 triệu đồng các bạn nha. Còn đối với phiên bản VF6 Plus, giá xe thuê pin là 765 triệu đồng, còn giá xe kèm pin là 805 triệu đồng. Và với ưu đãi cực lớn trong tháng 11 này, phiên bản VF6 Pay là 103 triệu 263 nghìn đồng, còn phiên bản VF6 Plus sẽ được giảm 108 triệu 663 nghìn đồng các bạn nha. Còn với chi phí thuê pin của dòng xe VF6 cụ thể như sau. Với quãng đường di chuyển dưới 1.500 km là 1,4 triệu đồng trên tháng. Quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 3.000 km là 1,8 triệu đồng trên tháng và quãng đường di chuyển trên 3.000 km là 3 triệu đồng trên tháng. Phí cọc thuê pin lên tới 25 triệu đồng. Các bạn lưu ý thêm một điểm này. Tiếp theo là một mẫu xe ô tô điện thể thao VinFast VF7. Có thể thấy rằng đây là một sự lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện USB cỡ C kết hợp giữa hiệu suất này, tiện nghi và cam kết về bảo vệ môi trường đến từ VinFast. Công suất tối đa đạt được lên tới 349 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 500 Nm cho bảng cao nhất các bạn nha. Với quãng đường di chuyển cho một lần sạc lên tới 496 km và thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 70% ấy chỉ mất khoảng 28 phút mà thôi. Về giá cả cụ thể như sau. Giá xe thuê pin cho phiên bản VF7S
là 850 triệu đồng. Còn đối với phiên bản mua pin là 999 triệu đồng các bạn nha. Trong khi đó, phiên bản VF7 Plus giá xe thuê pin là 999 triệu đồng và giá xe mua pin là 1 tỷ 199 triệu đồng. Về ưu đãi cực lớn trong tháng 11 này, với phiên bản VF7S sẽ được giảm 125 triệu 690 nghìn đồng, còn phiên bản VF7 Plus sẽ được giảm 142 triệu 705 triệu đồng. Về chi phí thuê pin của mẫu xe VF7 cụ thể như sau. Quãng đường di chuyển dưới 1.500 km là 1,4 triệu đồng. Quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 3.000 km là 1,8 triệu đồng. Và quãng đường di chuyển trên 3.000 km là 3 triệu đồng trên tháng các bạn nha. Phí cọc thuê pin là 41 triệu đồng. Sau đây thì tôi Nam sẽ giới thiệu đến các bạn ấy một mẫu xe thượng hạng đẳng cấp VF8 cực kỳ đẹp luôn. Với mẫu xe này có thể thấy rằng ấy, đây là một sự chọn hấp dẫn trong phân khúc xe điện USV cỡ D, kết hợp giữa hiệu suất tiện nghi cũng như cam kết bảo vệ môi trường đến từ VinFast. Công suất tối đa đạt được lên tới là 402 mã lực, mô men xoắn cực đại là 620 Nm cho bản cao nhất, rất lớn luôn. Với quãng đường di chuyển trong một lần sạc lên tới 457 km, thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 7% khoảng 31 phút thôi các bạn nha. Về mức giá bán cụ thể như sau. Với phiên bản VF8S, giá thuê pin là 1 tỷ 079 triệu. Giá kèm pin là 1 tỷ 289 triệu. Phiên bản VF8 Luxury, giá xe thuê pin là 1 tỷ 170 triệu. Giá xe kèm pin là 1 tỷ 380 triệu. Còn đối với phiên bản VF8S Luxury Plus, phiên bản giá xe thuê pin là 1 tỷ 359 triệu. Giá xe kèm pin là 1 tỷ 569 triệu các bạn nha. Và ưu đãi cực lớn trong tháng 11 này với phiên bản VF8S ấy là 200 triệu 840 nghìn đồng. Còn đối với phiên bản VF8 Luxury là 206 triệu 300 nghìn đồng. Và phiên bản cuối cùng là VF8 Luxury Plus sẽ lạc giảm là 217 triệu 640 nghìn đồng các bạn nha. Chi phí thuê pin của VF8 với quãng đường di chuyển là dưới 1.500 km là 1,9 triệu đồng trên tháng. Quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 3.000 km là 2,9 triệu đồng trên tháng. Với quãng đường di chuyển trên 3.000 km là 4,6 triệu đồng trên tháng. Phí cọc thuê pin cũng là 41 triệu tương đương với VF7. Và cuối cùng là mẫu xe hạng sang VinFast VF9, được thiết kế với phong cách hiện đại đẳng cấp và tính năng hàng đầu trong phân khúc. VF9 sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, trang bị công nghệ tiên tiến và không gian nội thất sang trọng, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người dùng Việt Nam. Với công suất đạt được là 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm cho bản cao nhất. Quãng đường di chuyển cho một lần sạc là 438 km và thời gian nạp pin nhanh nhất từ 10% đến 7% khoảng 26 phút các bạn nha. Về giá cả cụ thể của mẫu xe này như sau. Với phiên bản VF9 Eco, giá xe thuê pin 1 tỷ 589 triệu, giá xe kèm pin 2 tỷ 114 triệu. Phiên bản VF9 Plus, giá xe thuê pin 1 tỷ 786 triệu và giá xe kèm pin là 2 tỷ 314 triệu. Về ưu đãi trong tháng 11 này thì VF9 bản Eco sẽ được giảm là 417 triệu, còn phiên bản VF9 Plus sẽ được giảm là 432 triệu. Về chi phí thuê pin của VF9 cũng sẽ gần như tương tự, các bạn có thể lưu ý luôn. Cụ thể là quãng đường di chuyển là dưới 1.500 km là 2,7 triệu đồng trên tháng. Quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến 3.000 km là 4,5 triệu đồng trên tháng. Và quãng đường di chuyển trên 3.000 km là 6,9 triệu đồng trên tháng các bạn nha. Phí cọc thuê pin là 60 triệu. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã gửi tới các bạn tổng thể các mẫu xe ô tô điện của VinFast với những chương trình khuyến mại, chương trình trả góp, chi phí thuê pin và mức giá bán mới nhất trong thời điểm tháng 11 năm 2024 để các bạn cùng tham khảo. Rồi, các giá lời của mình, nếu bạn đã xem đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.